Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu lạc bộ dân vũ Nga Bắc, sẽ cùng trở lại với một nhạc khúc cũng rất là ấn tượng, Mắt Nai Cha Cha Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân. Vâng, và chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn, đặc biệt là các đấng mày râu, những người đàn ông ngày hôm nay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn lên ạ, thay cho lời chúc mừng ngày 8 tháng 3 tới tất cả những chị em phụ nữ và chào đón câu lạc bộ. Cha cha.
chào.